Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Tin Giải Trí. Và bây giờ hãy cùng mình cập nhật những tin tức mới nhất của Sao Việt trong ngày hôm nay. Các bạn đừng quên ấn đăng ký kênh và chuông thông báo để cập nhật những tin tức mới nhất mỗi ngày nhé. Nghệ sĩ Mạc Cang bị tai nạn giao thông xuất huyết tiêu hóa nặng. Trên trang cá nhân của mình, đạo diễn Phương Điền ra thông báo. Nhà văn, diễn viên Mạc Cang bị tai nạn giao thông đang nằm trong bệnh viện Gia Định, lầu 2, khoa nội tiêu hóa, phòng 302. Ai biết thân nhân chú hoặc người nhà chú ở đâu, xin liên lạc báo với người nhà tình trạng của chú đang nguy cấp. Sau đó, nghệ sĩ Mai Trần hiện cũng đang nằm bệnh viện đã đến thăm nghệ sĩ Mạc Cang và tiết lộ. Nhận được tin nhắn của Phương Điền, đang nằm tầng 1, chạy vội lên tầng 2 thăm ông bạn già. Cũng may còn nhìn được nhau. Anh Cang bị xuất huyết tiêu hóa rất nặng, đang chờ nội soi. Mai được chị Oanh là hàng xóm và Bích Hằng kịp thời hỗ trợ. Ông kể sau khi họp với Hội Văn học Nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, ông chạy xe máy về nhà đến ngã tư Hàng Xanh thì thấy chóng mặt rồi ngất. Người đi đường đưa ông vào nhà gần đó cho uống sữa, nhưng ông vẫn đuối sức nên đưa vào viện. Nghệ sĩ Mạc Cang từng nằm viện vì xuất huyết dạ dày. Căn bệnh thấp khớp cũng khiến ông đi lại khó khăn, đôi lúc cần người hỗ trợ. Tuy vậy, nhà văn vẫn di chuyển bằng xe máy khi đi quay phim, dàn ảo thuật hay gặp gỡ bạn bè. Trao đổi với em gái của nghệ sĩ Mạc Cang, chị cho hay đã nhận tin về tai nạn của anh trai. Chị bối rối nói, gia đình tôi có hai ông anh, tôi đang chăm sóc một người anh bị bệnh. Các con của anh Mạc Cang đã vào trong viện lo cho cha. Anh đang bị xuất huyết dạ dày nặng, cần phải mổ gấp. Trước đây, cuộc sống của Mạc Cang lẫn số với khán giả. Ông cho biết không nhà cửa, không tài sản, đụng đâu ở đó. Tuy nhiên, em gái của Mạc Cang cho hay, hiện ông sống với vợ và con dâu, cháu nội. Hai con gái của ông lấy chồng xa nên ít khi về thăm. Nghệ sĩ Mạc Cang tên thật là Lê Trung Cang, sinh năm 1945. Ông là một nghệ sĩ nhà văn Việt Nam. Ông nổi tiếng là một nghệ sĩ đa tài, tham gia vào nhiều lĩnh vực hoạt động nghệ thuật, như là đóng hài, đóng phim, biểu diễn ảo thuật và viết văn. Nghệ sĩ Mạc Cang đã từng tham gia nhiều bộ phim như Người đẹp Tây Đô, Đất Phương Nam, Áo lụa Hà Đông, Dưới cờ Đại Nghĩa. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Và các bạn đừng quên ấn đăng ký kênh và chuông thông báo để cập nhật những tin tức mới nhất mỗi ngày.